Dạ, chào anh Huyền Linh, chào chị Hồng Quân và chào tất cả khán giả hôm nay. Em tên là Đặng Tý, quê ở An Giang và em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Em hiện tại làm nghề của là bất động sản. Thôi, mời bạn nữ. Chào chị Hồng Vân và chào anh Huyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Liên. Em quê ở Đồng Nai và hiện em sinh sống và làm việc ở quận 2. Em làm kế toán. Năm nay em 28 tuổi. Em hãy cho đàn gái biết một chút ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm thì là biết nấu ăn. Và biết chia sẻ mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì phải là hơi nóng tính. Rồi còn mình thì sao nè? Nhược điểm của em nói trước là em kỹ tính. Còn ưu điểm của em là ham học hỏi, thích trẻ em, hòa đồng. Và sở thích đặc biệt của em là cắm hoa. Em có cắm sẵn, đây là kiểu cắm hoa Ikebana Nhật Bản. Đây là kiểu cắm thiền. Rồi tức là em thích cắm hoa và em cắm hoa rất là đẹp. Rồi đây sẽ là món quà em tặng cho cái người bạn bên kia đúng không? Dạ. Trong tác phẩm của em thì còn thiếu một yếu tố là du, là yếu tố quan trọng nhất của cái bình hoa này. Em mong là người bạn nam sẽ có một bông hoa và em sẽ nhờ bạn nam lấy cái bông hoa đó cắm vào cái bình đây là đầy đủ. Rồi hồi hộp quá chút xíu để coi bạn cắm làm sao. Em trai. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, hiện tại là trải qua một mối tình 4 năm rồi. Tại sao chia tay? Dạ, tại vì hoàn cảnh. Hồi đó lúc mà em lên Sài Gòn thì cũng mình lập nghiệp mới á. Thì mình chưa có tài chính như gia đình bạn khi vợ gia đình em. Và bạn gái, đường tình duyên thế nào? Dạ, em trải qua một mối tình chính thức thời sinh viên. Sau đó em trải qua vài mối tình nhưng mà chỉ thời gian ngắn mà không có sâu đậm lắm. Thôi coi như hai bạn đều trải qua một mối tình cũng cái đường tình duyên có kinh nghiệm ha. Bây giờ mình tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả em trai? Dạ, nửa yêu thương của em thì em quan trọng là bạn biết yêu thương gia đình và biết tôn trọng lẫn nhau hai bên. Còn em thì sao? Mẫu bạn trai của em đầu tiên là về ngoại hình trước là từ 1m6 đến 1m75. Và cân nặng thì 55kg đến 70kg. Em hình dung cái bạn nam bên kia như thế nào? Dạ, cùng bất động sản với em thì được đúng không? Dạ. Để chị coi thử coi là anh thăm bạn gái thôi nha. Tôi với ông mới là Bluetooth á, tôi đang chuẩn bị tôi đứng lên là ông biết liền. Chào anh gái. Ôi, dễ thương quá. Xinh đẹp ha. Bên đây cũng được á. Nói chung là anh thấy hợp. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, kiểm soát á. Kiểm soát quá đó hả? Dạ. Em có kiểm soát không? Dạ không đó. Không có. Vậy được rồi. Còn thích gì nữa không? Không có trách nhiệm. Có trách nhiệm không? Dạ có trách nhiệm không? Có. Khỏi rồi à. Có trách nhiệm là được rồi. Còn không thích gì nữa không? Không hút thuốc. Dạ không có luôn. Trời ơi, ngon lành. Rồi còn bạn nam thì sao? Bạn không thích ở người phụ nữ là điều gì? Dạ không, thích người phụ nữ là nhịn tóc nhiều quá. Nó nhuộm đẹp chứ dạ, có gì đâu em. Nhuộm đẹp nhưng đừng có màu nổi quá. Trời ơi, thời hiện đại tao nhuộm nhiều khi 7 màu tao đi cho nó nổi, có gì đâu. Nhuộm tóc không sao cả, rồi mai không ấy thì giấy chứ có gì đâu. Thì nhuộm lại. Nhuộm lại. Còn thích thì cạo. Không thích. Dạ, không thích là phụ nữ mà càm ràm. Em biết là cái bạn này mà có cái tài cắm hoa, mà cắm hoa theo kiểu Nhật á, là bạn này cũng không phải dặn dừa đâu đó. Dạ. Rất là tề gia nội trợ, gọi là công dung ngôn hạnh đó. Dạ. Em có hồi hộp, em có nôn nao không? Dạ, chắc hồi hộp ạ. Hồi hộp nôn nao đúng không? Đúng rồi. Rồi, vậy thì rồi. Giờ mở rào, mở rào ha. Mở cho rào. Hai trẻ gặp mặt. Chào em. Anh hôm nay đến chương trình thì em không có gì. Anh tặng em một đóa hoa hồng. Dạ. Lúc nào em cũng đẹp như bông hoa này. Dạ, cảm ơn anh. Quá được. Nhân viên anh rút một bông được không? Ok em. Ủa? Thôi. Đây là yếu tố du, là yếu tố quan trọng nhất. Nó tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Rồi, vậy em tặng luôn. Em tặng anh. Rồi, đây nữa. Em tặng thêm anh. Rồi, anh cảm ơn em luôn. Thì hôm nay anh đến đây cũng có một bài thơ. Chào em, cô gái dễ thương. Vừa gặp anh đã mến thương em rồi. Tắm sai những lúc em cười, khiến anh ngây ngất cả người xuống sâu. Hôm nay mình hò hẹn em nhé, để sớm mai xương dân mạnh hổn hức. Nghe yêu hương sao xuyến quen lòng nhật. Anh cùng em tay một bàn tay, trao hơi ấm khi mùa đông chậm nhỏ, trao nồng nàn còn đó những yêu hương. Cảm ơn anh.
Ở đây là cái đồng hồ này tượng trưng thời gian và có thể có duyên thì hai đứa tìm hiểu. Một ngày đó anh và em sẽ ước chung một ngôi nhà như tượng trưng một cái đồng hồ. Hay quá, chu đáo quá. Này chắc được sự tư vấn của cả phòng ban rồi. Rồi hai đứa nói chuyện với nhau đi. Em thấy anh như thế nào nhỉ? Dạ ngoại hình được anh. Dạ. Anh thấy em cũng dễ thương. Gia đình em ở bao nhiêu, là bao nhiêu người nhỉ? Dạ có 4 anh em nhỉ. À, nhà anh thì là có một. Không, có làm dâu không anh? Hiện tại nhà anh cũng chưa có phương châm là làm dâu. Tại vì nhà anh của mẹ anh cũng dễ chứ không có khó. Dạ. Mẹ anh thì nói là quan trọng nhất hai đứa hạnh phúc thì mẹ cứ vui rồi. Mà tỷ dụ mà phải làm dâu thì sao? Dạ. Tại vì con một thì cái điều đó là sẽ phải có. Dạ. Thì em có đồng ý hay không? Dạ em đồng ý. Có thêm mẹ. Anh cũng muốn là chắc được hai mẹ luôn em. Dạ. May mắn. Quan điểm tình yêu của anh sao? Quan điểm của anh thì anh chỉ là một bạn gái thì là biết yêu thương gia đình hai bên được rồi. Không có gọi là bên nhiều quá gọi là rồi thứ hai là sống mình biết chia sẻ với nhau, ví dụ những cái gì đó khó khăn thì mình hai đứa ngồi nói nhau chứ không có gọi là mình nói này kia. Nếu mà hẹn hò thì anh sẽ một tuần thì có bao nhiêu lần? Thì cuối tuần thì sẽ được. Yeah. Tại vì anh làm nguyên tuần thì chỉ là chủ nhật nghỉ thôi. Biết đâu cả tuần có mấy người ba mua đất quận 2 rồi qua sẵn là thăm luôn. Các bạn rất là thuận lợi luôn á. Bây giờ con cái thì sao? Cưới chừng nào cưới? Em thì cho thời gian tìm hiểu trên một năm, nếu được thì sẽ hai đứa tiến đến. Chúng ta cảm giác đối phương hiện nay như thế nào đối với mình? Dạ, em thấy bạn gái này rất đẹp, rất là xinh. Anh thấy ở bạn trai có một sự rất là chân thành luôn đó em. Chuẩn bị rất là chu đáo, kỹ lưỡng. Bạn ấy cảm giác đây một ngày rất là nghiêm túc luôn ha. Anh thấy rất là hiền và gương mặt có hậu luôn. Anh nghĩ đây cũng là một trong những cái người đàn ông của sự lựa chọn đối với phụ nữ. Theo anh là như thế. Đúng rồi. Còn, mặt rất là thiện cảm. Đúng nha. Luôn á, nhìn rất thiện là đàn cảm. Ông luôn. Anh nhìn anh rất quý chàng trai này ha. Bây giờ em nói một câu gì đó để có thể thuyết phục cô gái xem cũng có bấm nút hay không. Thì em cho anh một cơ hội tìm hiểu. Thì đến được cơ hội thấy nó tốt hơn thì hai đứa sẽ tiến đến hôn nhân. Thì em thấy như thế nào nè? Rồi, hết thời gian. Cô ấy có cho cơ hội hay không? Mình chờ vào kết quả nút bấm nha. Để tay vào nút bấm nha các bạn. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. Dạ đúng quá vậy. Rất rung, hồi hộp. Bao giờ cũng vậy, khi họ đụng vào cái nút bấm, chạm vào nút bấm ấy, giống như chạm vào từng nhịp tim vậy. Và từng nhịp tim ấy, xem kỹ lại xem có phải đó là mình rung động vì đối phương hay không. Nếu đúng, chúng ta bấm nút. Nếu không đúng, chúng ta nhường cái nút bấm đó, nhường cơ hội đó cho người khác. 3 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Đúng thời điểm, chúc mừng. Đẹp lắm. Cái tim này á cùng hiện lên một lúc luôn, nắm tay nhau đi. Cùng một lúc luôn á Linh, nãy giờ đây đứng này là nước quá. Anh nghĩ rằng hai bạn rất là hợp nhau đó. Chúng ta bổ trợ cho nhau, chăm sóc cái mối tình này cho nó nở hoa nha, cho nó có kết quả tốt đẹp nha. Dạ, cảm ơn Linh. Cảm ơn thầy. Hôm nay thì có gia đình hai bên đang xem chương trình đó. Dạ. Mình hứa gì với hai bác đi? Thì dạ, hai bác thì con sẽ cố gắng phải lúc nào cũng che chở cho bạn. Xin có nói gì với anh không? Có anh đây nè, xin phép anh vô hôn cho cái đầu tiên thôi. Xin hôn bạn. Dễ thương rồi.